Ở UEFA Nations League năm nay, đội tuyển Nga đang đứng đầu nhóm 3 League B. Trong trận đấu tới đây khi phải làm khách trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ Nga rất tự tin mang về 3 điểm. Lợi thế sân nhà sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ dập tắt niềm tin của Nga. Gặp đội tuyển Nga trong trận đấu tới đây, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ dù chơi trên sân nhà nhưng cũng không được đánh giá quá cao. Ngược lại, đội tuyển Nga với phong độ hiện tại sẽ không bao giờ chịu ra về tay trắng. Phong độ của Thổ Nhĩ Kỳ năm trận gần nhất. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đang thể hiện phong độ thi đấu rất tốt khi đã nối dài chuỗi trận bất bại trong thời gian qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ liên tiếp có được 4 trận hòa và phải nhận duy nhất một thất bại. Trong cuộc chạm trán với Serbia ở vòng 4 vừa qua, dù được chơi trên sân nhà, nhưng các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể có được chiến thắng khi đối thủ cũng rất cố gắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2 đều. Phong độ của Nga năm trận đấu vừa qua. Các cầu thủ đội tuyển Nga đang cho thấy phong độ không ổn định ở những trận đấu mới đây. Xét 5 trận đấu gần nhất thì họ có được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Trong trận đấu gần nhất của mình, Nga đã tiếp đón Hungary trên sân nhà. Dù đã cố gắng tận dụng những lợi thế, nhưng đội chủ nhà lại không thể ghi bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có quá nhiều lần chạm trán nhau. Tính từ năm 2016 đến nay, có 5 trận đấu đối đầu và thành tích thi đấu đang nghiêng về phía đội tuyển Nga với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Lần chạm trán gần nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga là ở Nations League hôm 11 tháng 10 vừa qua. Ở trận đấu này, cả hai cùng thi đấu khá tốt và đều có được một bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Soi kèo tài xỉu Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Sau 5 trận đấu gần nhất, 6 bàn thắng và 7 bàn thua là kết quả mà các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ có được. Như vậy, trung bình mỗi trận đấu họ đạt hiệu suất 1,2 bàn một trận. Ngược lại, Nga đã có được 8 bàn thắng và 5 bàn thua sau 5 trận đấu gần nhất. Tương ứng mỗi trận đấu họ phải nhận 1 bàn thua. Với kèo tài xỉu là 2,25, Thổ Nhĩ Kỳ có 2 trong 5 trận về kèo tài và Nga có 3 trận về kèo tài. Nhà cái ấn định tỷ lệ kèo tài xỉu cho trận đấu tới là 2,25. Người chơi đặt tài ăn tiền khi hai đội có được 3 bàn thắng trở lên. Tỷ lệ ăn tiền của tài là 1,90 và xỉu là 1,88. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đang có phong độ không cao, song họ không còn đường lùi, do đó nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chơi tất tài. Đội bóng áo đỏ sẽ buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Trong thế trận này, Nga sẽ thi đấu với đội hình thấp. Rõ ràng, hiệp 1 sẽ có nhiều cơ hội dẫn đến bàn thắng cho cả hai đội. Nhà cái châu Á ấn định tỷ lệ kèo cho trận này là 0,75. Đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ nằm kèo trên và chấp Nga 0,75 bàn. Người chơi đặt cược Thổ Nhĩ Kỳ ăn tiền khi đội bóng này giành chiến thắng. Tỷ lệ ăn cược của Thổ Nhĩ Kỳ là 1,85 và Nga là 1,98. Với cách nhận định trên, cửa đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ và kèo xỉu là lựa chọn sáng suốt. Dự đoán tỷ số đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ 1, đội tuyển Nga 0. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi đến hết video này. Nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh để chúng tôi có thêm nhiều động lực ra những video mới nhé. Chào thân ái và hẹn gặp lại.